Đó, mọi người xem sạng thực tế chưa? Mình khắp xuống này. Đây là phía sau này nhá. Mình pha lên này. Nó sáng rực rỡ. Ở đây là có cái công tắc này. Mình sẽ tắt tặng con vàng này. Màu vàng ấm nha mọi người. Mình bật lên cả hai màu này. Mình phải ra cổng nhà. Rất sáng nha mọi người.